Xin chào các bạn, hôm nay mình xin gửi đến các bạn cuốn sách Cha giàu cha nghèo qua giọng đọc của Quốc Dũng nhé. Mong các bạn lắng nghe và ủng hộ mình nha. Tác phẩm Cha giàu cha nghèo được ấn hành 2013 gồm có 5 tập và trong 5 tập đó có 11 chương nha các bạn. Tác phẩm này do tác giả Robert Kiyosaki và Sharon Lecter viết về thể loại, tâm lý và kỹ năng sống. Clip này mình xin gửi đến các bạn tập đầu tiên, đó là tập 1 chương 1 nhé. Bắt đầu thôi nào các bạn. Tập 1 chương 1: Tôi có hai người cha, một người giàu và một người nghèo, một người cha ruột và một người cha nuôi, cha của Mai bạn tôi. Cha ruột tôi đã có bằng thạc sĩ, còn người cha nuôi thì chưa học hết lớp 8, nhưng cả hai người đều thành công trong sự nghiệp và có ảnh hưởng đến người khác. Cả hai đều khuyên bảo tôi rất nhiều điều, nhưng những lời khuyên đó không giống nhau. Cả hai đều tin tưởng mãnh liệt vào sự học nhưng lại khuyên tôi học những khóa học khác nhau. Nếu tôi chỉ có một người cha, tôi sẽ hoặc chấp nhận hoặc phản đối ý kiến của ông. Có hai người cha dạy bảo, tôi thấy được những quan điểm trái ngược nhau giữa một người giàu và một người nghèo. Và thay vì chỉ đơn giản chấp nhận hay phản đối người này hay người kia, tôi đã cố suy nghĩ nhiều hơn, so sánh và lựa chọn cho chính mình. Cả hai người cha của tôi khi bắt đầu tạo dựng sự nghiệp đều phải đấu tranh với chuyện tiền nong. Nhưng cả hai có những quan điểm khác nhau về vấn đề tiền bạc. Ví dụ, cha ruột tôi thường nói, ham mê tiền bạc là nguồn gốc của mọi điều xấu, còn cha nuôi của tôi lại bảo rằng thiếu thốn tiền bạc là nguồn gốc của mọi điều xấu. Những sự khác nhau trong quan điểm của họ, nhất là khi đề cập đến tiền bạc, khiến tôi trở nên tò mò và bắt đầu suy nghĩ, vì có hai người cha đầy ảnh hưởng. Tôi đã học từ cả hai người, tôi suy nghĩ về lời khuyên của mỗi người, và nhờ vậy, tôi có được một hiểu biết sâu sắc về quyền lực và tác động của suy nghĩ lên cuộc sống con người như thế nào. Ví dụ, cha ruột tôi thường nói, tôi không mua nổi vật đó, còn cha nuôi thì cấm tôi nói như vậy, ông muốn tôi nói làm thế nào để mua được vật đó? Một bên là câu khẳng định, còn bên kia là câu hỏi. Một bên khiến bạn rũ bỏ trách nhiệm, còn bên kia buộc bạn phải suy nghĩ. Hai người cha của tôi có những quan điểm cực kỳ khác biệt. Chẳng hạn, một người bảo, phải học cho giỏi thì mới được làm việc ở những công ty tốt. Người kia bảo, học cho giỏi thì mới mua được những công ty tốt. Một người tin rằng, ngôi nhà là số đầu tư nhiều nhất và là tài sản lớn nhất của chúng ta. Người kia lại nghĩ khác, ngôi nhà cũng là một khoản tiền phải trả, và nếu ngôi nhà là khoản đầu tư lớn nhất của con thì con gặp rắc rối rồi đây. Cả hai người cha đều trả tiền hóa đơn đúng thời hạn, nhưng một người luôn trả đầu tiên còn người kia luôn trả sau cùng. Một người vật lộn để tiết kiệm từng đồng một, người kia chỉ làm một việc đơn giản là đầu tư. Một người dạy tôi cách viết một lá đơn xin việc thế nào cho ấn tượng để có thể tìm được việc làm tốt. Người kia dạy tôi cách viết một dự án kinh doanh tài chính như thế nào để có thể tạo ra công việc. Được huấn luyện bởi hai người cha, tôi có thể quan sát tác động của những suy nghĩ khác nhau lên cuộc sống con người. Tôi thấy người ta thật sự định hình cuộc sống của họ qua suy nghĩ của chính họ. Ví dụ, người cha nghèo của tôi luôn phàn nàn, tôi sẽ không bao giờ giàu lên nổi, và lời tiên đoán đó đã trở thành sự thật. Ngược lại, người cha giàu của tôi luôn nói những câu đại loại như tôi là một người giàu. Mà người giàu thì không làm những việc đó, ngay cả khi ông gặp thất bại thảm hại sau một cuộc đầu tư lớn không thành. Ông vẫn nghĩ mình là một người giàu. Ông nói, có khác biệt giữa nghèo nàn và phá sản. Phá sản chỉ là tạm thời, nhưng nghèo thì vĩnh viễn.
Những quyền lực của suy nghĩ không bao giờ có thể đo hay đánh giá được, nhưng đó là một điều hiển nhiên mà tôi nhận thức được ngay từ khi còn nhỏ. Tôi thấy rằng người cha nghèo không phải nghèo vì số tiền ông kiếm được, mà vì những suy nghĩ và hành động của ông. Dù cả hai người cha của tôi đều rất tôn trọng việc giáo dục và học hỏi, nhưng họ lại bất đồng về việc học cái gì là quan trọng. Một người muốn tôi học hành chăm chỉ, có thứ hạng chuyên môn cao rẻ, có công việc tốt, kiếm được nhiều tiền. Người kia khuyến khích tôi học để trở nên giàu có, để hiểu tiền bạc làm việc như thế nào và học cách bắt tiền bạc phải làm việc cho mình. Ông thường nhắc đi nhắc lại, tôi không làm việc vì tiền, tiền bạc phải làm việc vì tôi. Năm lên 9 tuổi, tôi quyết định nghe theo và học hỏi từ người cha giàu về vấn đề tiền bạc. Vì lúc đó, tôi chỉ mới 9 tuổi nên những bài học cha nuôi tôi dạy rất đơn giản, thực ra tất cả chỉ có 6 bài học lặp đi lặp lại, và quyển sách này nói về 6 bài học đó. Cũng theo thứ tự đơn giản như khi cha nuôi tôi dạy tôi, những bài học này là những lời hướng dẫn giúp bạn và con cái bạn trở nên giàu có hơn. Bất kể điều gì sẽ xảy ra trên một thế giới không chắc chắn và đang thay đổi nhanh chóng như hiện nay. Và vừa rồi mình đã gửi đến các bạn tập 1 chương 1 trong 5 tập 11 chương của cuốn sách nổi tiếng Cha Giàu Cha Nghèo. Nhớ nhấn nút đăng ký kênh và bấm vào hình cá chuông để đón nghe các tập tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau.